Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Giới thiệu với các bác các loại keo bẫy chim nhá. Keo bẫy chim sẻ mùa 2019 nhá các bác nhá. Bây giờ đang chuẩn bị vào mùa sẻ rất là mạnh rồi, anh em chơi rất là nhiều. Shop giới thiệu với các bác một số loại keo nhá. Nói chung là bẫy chim sẻ này nó cũng khá là phức tạp. Keo thì chỉ có mục đích là dính chân chim lại. Nhưng mà nó có rất là nhiều loại các bác nhá. Có loại keo cứng, có loại keo mềm, có loại keo chung, có loại keo màu xám, có loại keo màu đen, rồi có màu xám tàn thuốc, gọi là xám nhạt nhạt đấy, rồi có màu xám đậm hơn, rất là nhiều loại. Thì bây giờ giới thiệu cho các bác mấy cái loại để các bác cập nhật nhá. Bây giờ đầu tiên là cái keo này là keo mềm nhá các bác nhá. Đây keo mềm này, đây, keo mềm này, keo mềm. Keo mềm này thì sẽ làm cái màu xám nhá. Đây các bác quan sát màu này nhá. Quan sát màu này, màu đó là màu xám như này. Khi các bác sờ vào keo này các bác lên dùng ướt tay nhé, dùng ướt tay. Đấy. Cái này rất là dính đấy. Tôi, thế còn về keo này thì bây giờ shop bán ít nhất trên một đơn vị đó là 3 lạng nhé, 3 lạng một lọ và 3 lạng là giá là 250. Bao gồm cả phí chuyển phát nhanh về đến nhà cho các bác rồi nhá. Thế còn ít hơn thì shop sẽ không bán. Thế còn các bác mà mua lên tới 5 lạng nhá, mua 5 lạng thì shop sẽ bao ship cho các bác. Đây là keo mềm này. Đó, đây keo mềm này. Keo mềm này thì giúp cho các bác đánh được buổi sáng nhá, buổi sáng sớm. Các bác quấn lên trên sào, ráo nước tay cái là nó dính. Để giúp các bác đánh buổi sáng nhá. Đấy keo mềm mà đánh buổi sáng này và đánh trong thời tiết mát nhá, đánh thời tiết mát. Còn anh em đánh vân ngạ thì rất là ok rồi nhá. Đây. Đây. Đây các bác quan sát này, những cái hạt trắng trắng này nhá. Đây các bác không phải là keo nó không nhiễn đâu. Những hạt trắng trắng đấy là những cái hạt liên kết đấy. Có những hạt này thì là nó giữ các keo lại mới không chảy đấy nhá các bác nhá. Đấy nhá. Đấy, đây. Nhá. Thế cái này thì là mình sẽ bán ít nhất là 3 lạng một và cho vào trong lọ nhá. Đây. Này là còn non một chút, thêm một chút nữa nhá. Đây các bác này, đây là 3 lạng tươi này. Đấy, 3 lạng tươi này. Nói chung là cắt cho các bác đúng 3 lạng, 3 lạng keo đấy. Và luôn luôn là cắt tươi hơn một chút. Cắt 3 lạng keo và bỏ trong nọ nhá. Các bác lưu ý này, cái nọ này thì mình chỉ việc tráng ướt nước thôi. Tráng ướt nước xong mình thả keo vào nhá, không cần phải ngâm vào trong nước nhá các bác nhá. Không phải ngâm vào trong nước. Đấy, keo mềm này dính rất là dính tốt. Và keo này ấy là cái thành phần tự nhiên nó nhiều. Khi các bác dính ấy là lông chim nó róc này. Và cái này là các bác phải làm thật mềm, thật dẻo và quấn vào nhá. Đây. Thả vào trong lọ này. Khi các bác mà cả lọ, cả keo thì nó sẽ là hơn 3 lạng rưỡi nhá. Nói chung là lúc nào cắt cho các bác tươi tỉnh một chút. Đấy, bán ít nhất là một lọ này là 3 lạng này. Cái đầu tiên là cái keo mềm. Keo mềm là dùng cho đánh vào buổi sáng. Tiếp theo là đến cái mẫu keo chung. Đây các bác quan sát này, mẫu keo chung này. Keo chung này thì hiện tại là đang có màu đen, còn mấy hôm nữa sẽ có cả keo chung màu xám cho các bác chọn nhé. Đối với keo chung này thì nhiệt độ để đánh được là đánh từ 35 độ C đổ về nhé, 35 độ C đổ về. Có nghĩa là phải có quá 35 độ C thì nó sẽ chảy, và có nắng lên một chút là sẽ đánh được ok nhá. Keo này là mẫu keo chung, trời mát nó vẫn dính nhé. Đây. Cái màu đen này là thực ra gần lúc là nó nấu rồi nó pha mực thôi nhá. Đây. Đối với cái keo chung này ấy, thì là thành phần tự nhiên rất là nhiều. Các bác rất mạnh này. Đấy, là nó đứt như này. Đứt theo vết luôn, theo thớ luôn. Là cái thành phần mủ cao su nó nhiều, nhựa cao su nó nhiều nhá. Độ dính cũng là tốt, nhưng mà nó róc nông.
Đấy, quan trọng nhất là rong lông. Đối với các bác mà là thợ chuyên nghiệp đánh chim phóng sinh ấy, nhiều khi là chim dính vào rồi các bác bắt ra phát thả là nó bay được luôn, không hề bị dính lông, nhanh. Đấy, chứ còn khả năng mà chim nó keo dính bớt lông quá là không tốt nhá, sẽ nhanh là bẩn keo, nhanh hỏng keo. Và đánh chim phóng sinh thì lại mất nhiều lông quá không ổn nhá. Đây, đây là cái thành phần tự nhiên nó nhiều các bác xem này. Đấy, chứ không phải là không dính đâu nhá, thành phần tự nhiên, thành phần mủ cao su nó nhiều. Các bác rất mạnh là rất kịch một cái. Đấy này. Đấy. Thế còn để các bác trước khi đánh phải nhào kỹ lên, nhào kỹ lên. Đây là keo chung màu đen nhá. Tiếp theo là đến keo sáng, keo cứng nhá. Keo cứng này sẽ đóng trong từng gói, từng cục như này. Đấy. Đây là keo cứng này. Keo cứng này thì là có màu xám nhạt và có màu đậm hơn một chút. À, như màu này chẳng hạn. À, các bác lấy màu nào cũng được, màu này không chưa phải là màu đen đâu, nó xám đậm hơn một chút thôi nhá. Đối với keo cứng này ấy, thì cho các bác đánh nhiệt độ thoải mái luôn, 39 40 độ trên 40 độ C, nhưng với điều kiện rằng là có nắng lên thì mới dính nhá các bác nhá, lưu ý kỹ, có nắng thì mới dính, còn không có nắng là sẽ không dính đâu nhá. Đấy, các bác lưu ý kỹ, thì anh em chơi chuyên nghiệp nó cũng dần nắm rất kỹ rồi, keo cứng là mình đánh vào thời điểm nào, keo chung đánh thời điểm nào và keo mềm đánh thời điểm nào nhé. Thế còn các bác mà chơi văn nghệ chơi vui ấy, thì các bác cứ mua keo chung là lúc nào cũng dính được, mát cũng dính được mà nắng vẫn chịu được ở độ 35 độ C. Thế còn các bác nào mà muốn nó dính hơn nữa, ở nhiệt độ thấp hơn nữa thì mua keo mềm hơn một chút để đánh buổi sáng nhé, các bác một chút đánh buổi sáng. Thế còn về cái cách nhồi keo nhé, các bác muốn nhào này thì các bác ngâm vào nước nóng này, xong các bác nhào này. Lưu ý kỹ với các bác ấy, cái keo này ấy là thành phần tự nhiên nó nhiều, nó ít thành phần hóa học nhá, nên mà độ dính nó tốt, nhưng mà nó róc lông chim, nó không dính nhiều lông. Cái điểm quan trọng nhất tôi nhấn mạnh với các bác cách dùng cái keo bên shop cung cấp ấy, đó là keo về này, mủ cao su nhiều, thành phần tự nhiên nhiều. Nhưng mà các bác phải nhào kỹ một chút. Nói chung là nhào cho nó mềm nhá, nhào cho mềm nó dẻo ra. Nhưng điểm quan trọng nhất nhá các bác nhá, điểm quan trọng nhất khi mà các bác quấn vào xào ấy là mình phải quấn lỏng tay. Đặc biệt là keo mới nhá. Mình quấn lỏng tay thì keo nó không bị căng thì mới độ dính tốt. Thế sau này mà các bác đánh nhiều rồi, keo nó mềm, nó nhã ra rồi ấy, thì các bác quấn chặt tay hơn một chút. Như lúc mới, đặc biệt lúc mới, phải quấn lỏng tay. Quấn lỏng tay là như nào? Đây, ví dụ như này. Đây. Các bác để này nhá. Các bác quấn nó vào thôi. Đấy. Các bác muốn ra thì bác kéo lúc trước này. Xong thả trục lại và mình quấn. Đấy, như này. Thì gọi là quấn lỏng tay. Thế còn quấn căng tay ấy là các bác kéo ra như này. Xong các bác quấn vào này. Thì bản thân cái keo này là thành phần tự nhiên nó nhiều, nó bị căng ra như vậy, nó giãn keo thì là độ dính nó sẽ kém đi. Đấy, lưu ý kỹ nhá, mình phải quấn lỏng tay. Đấy, quấn lỏng tay này. Keo nào cũng vậy, cả keo chung hay là keo cứng đều quấn lỏng tay nhá các bác nhá. Đấy. Và màu sắc màu đen hay màu xám thì tùy sở thích các bác nhá, mỗi người chơi một kiểu nhá. Đấy, như này thôi, đưa lên một chút ráo nước cái là nó sẽ dính ngay. Thế đấy là cái keo chung. Còn đây là cái mẫu keo cứng này. Keo cứng này. À, keo cứng các bác muốn nhào nó nhẹ nhàng thì mình nên cho vào trong nước nóng, mình nhào cho nó mềm, nó dễ hơn nhá. Cái này các bác dứt mạnh là sẽ đứt ngang này, nó đứt khịch một cái. Đấy, là không phải là keo không dính đâu nhá các bác nhá. Keo này là keo thành phần mủ tự nhiên nó nhiều. Khi mà nó dính chim ấy là nó rất là róc lông, nó không bị bết lông nhá. Thế còn nhiệt độ thì đối với keo cứng là phải có nắng lên mới dính nhá các bác nhá. Phải có nắng mới dính. Đấy, chưa có nắng là không dính đâu. Quan trọng nhất là các bác quấn luôn luôn là quấn lỏng tay. Luôn luôn là quấn lỏng tay nhá. Đấy, lưu ý kỹ với tôi là quấn lỏng tay thôi, không quấn chặt tay.
ví dụ như quấn vào cái que ấy, mình quấn lỏng tay thôi. Đây. Đấy, các bác thả ra trùng tay, các bác quấn á, trùng tay các bác quấn lại. Nó dùng cái keo này ấy, là cam kết với các bác là bao cho siêu dính luôn. Còn các bác nào mà dùng thực tế không ưng ý, shop vẫn có cái chế độ đổi keo khác cho các bác nhé. Đây, đây là keo cứng này. Bác lưu ý kỹ là quấn lỏng tay nhé, quấn lỏng tay. Thì đối với keo mềm thì nó sẽ dễ nhào hơn nhé. Nói chung là keo nào độ dính rất tốt, các bác tùy theo các bác lựa chọn nhé. Các bác nào mà thích đánh trời nắng thì mua keo cứng là đánh trên 35 độ, 4 mấy độ luôn. Và các bác mà đánh keo mềm thì là đánh vào buổi sáng. Còn keo chung, keo chung thì đánh ở cái giải nhiệt độ là từ 35 độ đổ xuống nhá. Từ 35 độ đổ xuống. Đây, độ dính rất là tốt đấy nhá. Đây này các bác này. Đấy. Đây là cái thanh tôi vừa mới quấn đây này. Dính cực kỳ luôn nhá. Đấy. Tùy từng màu nhá các bác nhá. Các bác thích màu đen thì có màu xám cũng được. Mấy hôm nữa sẽ có màu xám, nhưng hiện tại là đang có màu đen. Đấy nha các bác. Keo chung này là chịu từ nhiệt độ 35 độ C đổ xuống nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhá. Hàng ship COD đi toàn quốc. Rồi, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.